Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Hoàng Cú Chí. Nguyễn Hoàng Cú Chí sinh ngày 4 tháng 12 năm 1991, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền vệ cho Quảng Nam. Cú Chí sinh ra trong một gia đình bóng đá, nhưng đã dành phần lớn thời gian đầu đời ở trường. Chỉ trong năm cuối của đại học, anh đã thay đổi ý định và quyết định theo đuổi bóng đá như một nghề nghiệp. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Cú Chí, ngày sinh 4 tháng 12 năm 1991, nơi sinh Việt Nam, chiều cao 1m69, vị trí tiền vệ. Nơi sinh tại tỉnh Khánh Hòa, nước Việt Nam, chiều cao 1m69. Anh sinh thuộc cung thần nông Cầm Tinh Con Dê, Tân Mùi năm 1991. Nguyễn Hoàng Cú Chí xếp hạng nổi tiếng thứ 70.702 trên thế giới và xếp thứ 4.322 trong danh sách cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Tổng dân số Việt Nam vào năm 1991 vào khoảng 67,24 triệu người. Tóm tắt tiểu sử cầu thủ bóng đá Nguyễn Hoàng Cú Chí. Nguyễn Hoàng Cú Chí là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Sana Khánh Hòa ở vị trí tiền vệ. Trong màu áo của câu lạc bộ Khánh Hòa, Cú Chí đã có 6 bàn thắng và 7 lần góp công không nhỏ vào thành công của câu lạc bộ này. Hiện nay, câu lạc bộ Khánh Hòa đang đứng ở vị trí thứ 4 ở V-League với số điểm 37 điểm, chỉ sau hai đội đầu bảng là Hà Nội và Quảng Nam 2 điểm. Vừa qua, Cú Chí đã đăng tải lên cá nhân của mình ảnh cưới của anh và bà xã Trúc Phương, khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi. Bộ ảnh cưới của vợ chồng tiền vệ Khánh Hòa được thực hiện ở một ngôi trường, những bức ảnh cưới đẹp lung linh. Tiền vệ của Sana Khánh Hòa và vợ Trúc Phương đã quyết định đi tới hôn nhân sau gần 3 năm hẹn hò. Cú Chí cho biết anh quen bà xã Trúc Phương trong một lần đi uống cà phê cùng bạn bè. Ngay lần gặp mặt, anh đã ấn tượng với vẻ đẹp của Trúc Phương và đã xin số làm quen nhưng bị từ chối. Trúc Phương là cô gái gốc Bình Định, sinh năm 1995. Khi quen Cú Chí, cô mới là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang. Và sau tận 3 tháng cơ cẩm, Cú Chí mới nhận được cái gật đầu làm bạn gái từ Trúc Phương. Được biết, đám cưới của Cú Chí và bạn gái xinh đẹp sẽ được tiến hành vào ngày 12 tháng 11 tại Khánh Hòa. Ở mùa giải năm nay, Cú Chí thể hiện phong độ chơi rất tốt. Và tất nhiên, trong đó có phần nào là nguồn động viên tinh thần từ vợ sắp cưới của anh. Bộ ảnh cưới của Cú Chí và Trúc Phương được rất nhiều cư dân mạng thích thú, lấy cảm hứng từ một bộ đôi học trò với sự trẻ trung, hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò và tình yêu trong sáng. Bộ ảnh cưới này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, cặp đôi còn chụp ảnh cưới ở sân bóng và nhiều địa điểm khác. Tổ chức đám cưới trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, nên sau khi tổ chức lễ cưới xong, vợ chồng Cú Chí phải chờ kết thúc mùa giải mới được đi tuần trăng mật. Tiền vệ của Khánh Hòa cho biết mục tiêu của anh là cùng câu lạc bộ Khánh Hòa giành được tấm huy chương ở mùa giải này, và mục tiêu lớn lao nữa là được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Nguyễn Hoàng Cú Chí, từ những ngày bốc gạch kiếm sống đến màu áo đội tuyển quốc gia. Cú Chí thuộc mẫu tiền vệ tấn công đã giạt cánh. Anh sinh năm 1991, chỉ cao 1m69, nhưng sở hữu nền tảng thể lực cộng với kỹ thuật chơi bóng tuyệt vời. Mùa giải năm 2017, Nguyễn Hoàng Cú Chí chỉ ghi được 4 bàn, nhưng mùa 2018, anh là cây săn bàn xếp thứ 6 các chân sút nội V-League với 8 bàn thắng, là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong thành công của Sana Khánh Hòa nhiều năm nay. Ấy thế mà cầu thủ quê miền biển này lại chỉ đến với bóng đá từ năm 18 tuổi. Dù Cú Chí được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, nhưng anh không được ăn tập từ thuở niên thiếu như nhiều cầu thủ khác. Cú Chí đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó. Do gia cảnh lúc trước rất nghèo, Cú Chí phải làm nhiều nghề phụ để giúp gia đình, trong đó có cả bốc gạch phụ bữa. Tới tận bây giờ, bạn bè của Chí vẫn hay kể lại câu chuyện ngày xưa anh đi bốc gạch và bốc không biết mệt để kiếm ra đồng vào. Anh trai của Cú Chí, Tiếng, là cầu thủ từng ăn tập ở câu lạc bộ quê hương, nhưng vì mãi chơi không chịu luyện tập nên đã bị thanh lý hợp đồng. Bởi thế,
Ước mơ có con là cầu thủ chuyên nghiệp được cả gia đình đặt vào đứa con trai út là Quốc Chí. Theo Chí, ngày còn niên thiếu, ngoài cái que trái thì anh chẳng có gì đặc biệt ở các giải bóng đá phong trào. Cơ may đến khi có một người anh lúc đó đang đá tiền đạo cho Khánh Hòa biết và kéo lên giới thiệu vào đội. Thế là năm Chí tròn 18 tuổi, anh gia nhập Khánh Hòa theo kiểu tay ngang, tức là chẳng qua lớp lang gì về kỹ thuật hay chiến thuật bóng đá. Những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Sana Khánh Hòa, trong khuôn khổ vòng 15 V-League, Quốc Chí đã có pha làm bàn để đời bằng chân không thuận từ chấm phạt góc. Phát hiện thủ môn Tuấn Linh có ý định nhau ra bắt bài, tiền vệ này đã quyết định dứt điểm đưa bóng đi theo một quỹ đạo mà đến cả những thủ môn đẳng cấp nhất thế giới cũng khó mà cản phá được. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, trong trận tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà, Quốc Chí có một pha solo độc diễn qua một rừng hậu vệ và biến thủ môn đối phương thành gã hề trước khi dứt điểm bằng chân, không thuận không khác gì Lionel Messi. Lý do Quốc Chí lọt vào mắt xanh của thầy Park. Ở Sana Khánh Hòa, Quốc Chí được cả huấn luyện viên và các đồng đội ví như 50% sức mạnh của câu lạc bộ. Nhận xét đó quả không sai chút nào. Mỗi lần Chí ra sân là Khánh Hòa lại chơi tưng bừng trước mọi đối thủ. Chẳng sở hữu ngôi sao nào quá nổi cũng chẳng phải bảo chi. Khánh Hòa của Quốc Chí đã chơi một thứ bóng đá rất giản dị, nhưng lại là nỗi khiếp sợ với mọi ông lớn ở V-League trong vài năm trở lại đây. Dù sở hữu thân hình không mấy vượt trội, chỉ cao 1m69, nhưng mỗi lần ra sân, Quốc Chí luôn chiến hết mình, chơi tốt bằng cả hai chân. Đặc biệt là với cái kèo trái rất ngoan, Quốc Chí luôn sẵn sàng tạo ra những pha tấn công nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Rất nhiều cầu thủ ngoại đã đến với Sana Khánh Hòa, nhưng Quốc Chí luôn là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của câu lạc bộ. Mỗi mùa bóng đi qua, Quốc Chí lại hoàn thiện kỹ năng chơi bóng hơn. Năm nay, Khánh Hòa của Quốc Chí xít chút nữa để trở thành nhà Á quân của V-League lần đầu tiên trong lịch sử. Cho dù sự nghiệp của Quốc Chí có lúc thăng trầm, nhưng mỗi lần ra sân, tiền vệ này luôn thi đấu với một tinh thần với quyết tâm cao. Và đó là lẽ dĩ nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo không thể nào bỏ qua viên ngọc thô như Quốc Chí. Nhất là trong bối cảnh bộ khung gồm các cầu thủ U23 của ông đã bị các đối thủ châu lục và khu vực nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chỉ mới được triệu tập vào danh sách sơ bộ huấn luyện viên, Park cần thời gian để chọn ra 2-3 cái tên cuối cùng trước khi bước vào giải đấu thực sự. Để bảo đảm được một suất chính thức ở tuyển, dĩ nhiên Quốc Chí cần phải nỗ lực chứng tỏ mình nhiều hơn nữa trong chuyến tập huấn nửa tháng ở Hàn Quốc sắp tới.